Rồi, vườn cây cảnh sẽ đến thân cho anh chị. Hôm nay thì mình sẽ cho anh chị xem á là công đoạn trộn phân bên mình và cho những củ phôi vào trong chậu như thế nào nhé. Tỷ lệ để trộn cái hỗn hợp này là gồm có là 2 bao sơ dừa, 1 phân gơm và 1 trấu. Tỷ lệ 2:1:1. Mình sẽ trộn đều lên. Và mình sẽ cho vào trong chậu C10 trồng những cái rễ này. Khi mà bỏ vào xong mình sẽ nịt gốc lại. Nịt gốc lại xong thì mình sẽ phun xịt kích rễ nó, tưới nó cho nó ra bạc mầm nhanh. 5 ngày sau mình xà nắng thì nó sẽ ra mầm và mình ghép luôn. Thế sao mà phôi Mỹ thì hiện tại nó được là khách hàng yêu thích, tại vì là cái phôi Mỹ nó rất là dễ giúp cho cây mình ra bắn tuột nhanh, mà cái củ thì lại rất là đẹp nữa, củ to hay củ nhỏ nhìn vào là mình biết đó là cái phôi Mỹ rồi, tại vì rễ mà thường cái rễ cây nó sẽ đi thẳng tuột, còn đối với cái phôi Mỹ là khi mà trồng có kỹ thuật của Sadec sẽ tạo ra những củ rễ nó quấn, tùy thuộc vào cái kỹ thuật của từng vườn nữa. Có những vườn người ta trồng là một chậu, hai chậu, ba chậu trồng lên nhau, và có nhiều vườn thì kỹ lưỡng hơn, tạo ra những củ phôi là nó theo kiểu quấn quái ngã đổ, thì khi nó sẽ giá là tầm khoảng gấp 2 đến gấp 5 lần so với những củ bình thường. Như cái lô mình ở đây nè là lô mini thôi, mình đang bán combo là 10 củ là 600.000, tôi đương với 60.000 một củ thôi đó. Mini thế này nè, củ rất là già luôn, mà mini thì cái giá của nó như vậy, chứ còn nếu mà cái lô mà dán bay của mình hiện tại đang giá rất là cao á, tại vì là trồng ra một củ mà ba chậu như vậy mất một khoảng thời gian khá lâu và phải mất giai đoạn là sửa rễ này kia nữa, nên cái giá của nó như vậy là rất là hợp lý. Khách mình mua là ai cũng đa phần là người biết chơi á, họ sẽ không trả giá đâu, và họ biết cái đó là cái giá thực của cái cây, thì cứ thích là cứ mua thôi, không thích thì đâu sao, mình sẽ chọn cái loại khác, bình dân hay là loại giá trung bình hay là giá cao thì nó đều đi song song với cái giá trị của từng cái cây hết rồi. Ở phường thì làm rất nhiều công đoạn là nhìn cái cây, mình nhìn vào cái giá trị, nhưng mà đằng sau có một cái cây đó là một cái công sức á, mồ hôi này kia chảy theo thời gian, rồi bỏ ra rất nhiều thời gian để mình mới tạo ra được một cái củ phôi như vậy. Cho nên là mình thích thì mình cứ chốt thôi, còn không thích không sao. Mình vườn của mình á, thực sự ra là mình cũng muốn giảm giá nhiều nhưng mà không thể nào mà giảm được nữa, tại vì mình đã đưa ra một cái giá rất là sát của vườn, giá vườn luôn rồi, kêu giảm thì cũng không biết giảm sao, tại không có lời thì không có bán được. Ok nha. Rồi anh chị khi mà hỏi về cái công đoạn mà vô phân phối thế nào thì mình nhớ nha, tỷ lệ khi mình nhận những củ phôi thế này á, bên vườn của mình đó là 2:1:1, thì cái chậu của mình là nó hơi nhỏ, có 1-2-3 củ phôi hoặc là mua 10 combo thì có thể là dùng cái tỷ lệ bên mình cũng được, là trấu phân gươm với lại là sơ dừa, thì nó tương đương với là sẽ tương đương với là 60 sơ dừa, 20 trấu và 20 phân gươm khi mình vào trong cái một cái chậu và trồng củ phôi nha. Nhớ dùng kích rễ và kèm theo đó là vua bạc chòi phân bón. Bên ngoài phân bón á, nhiều chỗ bán lắm, còn không thì có thể là mua bên vườn mình cũng được. Mình để giáp vườn có 15.000 một gói thôi, mình cứ tưới lên. Tầm khoảng là 5 ngày sau mình đi xả nắng đó, thì nó sẽ ra mầm mới. Rồi mình bắt đầu á, là giống mới mà mình mang về mình cũng đã ngưng phân được 2 tuần lễ rồi, thì mình cứ ghép thôi. Tỷ lệ dính rất là cao, 90-100% lượt. Mùa mưa thì kệ nó, nhiều người nói là mùa mưa thì tỷ lệ ghép nó không cao thì nó cũng đúng một phần thôi, đó là thời tiết. Nhưng mà mình những cái cơ bản nhất của trước khi mình ghép thì mình phải nhớ là nhớ ngưng phân giống mới, rồi không được tưới nước giống mới này kia. Rồi mình chân thành cảm ơn anh chị ạ.